nhiệm kỳ 2019-2024 trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt, vân vân, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, hướng dẫn của mặt trận tổ quốc cấp trên, sự phối hợp của chính quyền, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Hà đã đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh xây dựng đảng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Hà đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia bầu cử trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 và các ngày lễ lớn, lớn của tỉnh, của đất nước và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, sử dụng các nền tảng thông tin, các trang mạng xã hội, fanpage, facebook để chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân chú trọng công tác tập hợp ý kiến nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với cấp ủy chính quyền phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận trong xã hội tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các mô hình sân vận khéo, khuyến khích đoàn viên, hội viên tích cực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng văn hóa con người đầm hà, chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò chủ động sáng tạo phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân phát động triển khai nhiều phong trào cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực trong đó tiêu biểu là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với phong trào quảng ninh chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời sâu rộng được nhân dân đồng tình hưởng ứng mặt trận tổ quốc các cấp, cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp nguồn lực hiến đất hiến công xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn giao thông nội đồng nhà văn hóa thôn bản phối hợp với ủy ban nhân dân các cấp vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình xây dựng trên địa bàn nhất là tham gia vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường cao tốc vân đồn móng cái Triển khai xây dựng 28 mô hình điểm do so mặt trận tổ quốc đảm nhận, trong đó có 4 mô hình đăng ký cấp tỉnh, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, tiêu biểu là các mô hình: mô hình khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp sống ăn ở đảm bảo vệ sinh môi trường tại thôn Nà Bá, xã Quảng An. Mô hình thôn nông thôn mới thông minh áp dụng công nghệ số tại thôn Đâm xã Sực Yên, mô hình giữ gìn bản sắc văn hóa nghề theo dân tộc sao tại bản Tài Lý Sáy xã Quảng Lâm, xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Tân Hà xã Tân Bình, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào ngày thứ bảy chủ nhật xanh, triển khai mô hình 75 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 trên 8 xã hoàn thành chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, 4 trên 8 xã hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đầm Hà là huyện đầu tiên trong cả nước được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 80% thôn bản khu phố được công nhận là thôn văn hóa và trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sự nông thôn mới, thì mặt trận tổ quốc xã đã tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo các cái tổ chức chính trị xã hội và các cái thành viên của mặt trận tổ quốc thực hiện tốt các cái, cái nội dung tuyên truyền vận động nhân dân trong cái nội dung các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới trong đó có cái cái việc là nhất là việc hiến hiến đất rồi là tài sản gắn liền với đất để xây dựng các cái công trình nhất là công trình ở đường giao thông rồi các cái, cái công trình phúc lợi xã hội khác thì mặt trận tổ quốc xã đã đã phối hợp tốt với các tổ chức thì đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp trong công tác công tác giải phóng mặt bằng trên các cái các dự án các chương trình của địa phương cũng như là của nhà nước công tác an sinh xã hội vận động ủng hộ giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội phương thức vận động giúp đỡ có nhiều đổi mới vừa tổ chức vận động trực tiếp các nguồn lực vừa là cầu nối để các doanh nghiệp tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ người nghèo trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp trên địa bàn huyện đã vận động xã hội hóa được tổng kinh phí 3 tỷ 480 triệu đồng để cùng với hệ thống chính trị của huyện chăm lo giải quyết tốt an sinh phúc lợi xã hội. Thực hiện phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền 2 tỷ 164 triệu đồng, chủ động kết nối các tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ tặng quà trực tiếp theo địa chỉ, nhất là hỗ trợ xây mới nhà ở, con giống giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đầu tư phát triển sản xuất, bươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ được 7 hộ thoát nghèo bền vững. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, duy trì 535 tổ liên gia tự quản, với trên 10.600 thành viên tham gia vận động và tiếp nhận nguồn xã hội hóa trên 112 triệu đồng và 33.880 test nhanh, cùng với các trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phòng chống dịch, qua đó đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn. Vận động quý đền ơn đáp nghĩa với số tiền 378 triệu 626 000 đồng, quỹ bảo trợ 252 triệu 484 000 đồng, quỹ nhân đạo từ thiện 1 tỷ 122 triệu đồng, quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin trên 105 triệu đồng, hỗ trợ được 47 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, xây mới, sửa chữa nhà ở, vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức thành viên của mặt trận Tổ quốc huyện tặng quà 2.595 suất trị giá 1 tỷ 371 triệu đồng nhân dịp các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán hàng năm ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai trên 658 triệu đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là 200 triệu đồng. Vấn vâng đề thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ xóa nhà tạm nhà ở rột nát trên địa bàn xã đi. Trong nhiệm kỳ qua thì ban thường trực mặt trận tổ quốc xã Quảng An đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã, các cái ngành, đặc biệt là các cái thôn để tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, để huy động tốt các cái nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ cho các cái hộ nghèo thoát nghèo Thế và đặc biệt là chúng tôi tập trung giả soát các cái tiêu chí thiếu hụt của các cái hộ nghèo. Thế và để thực hiện tốt cái chương trình an sinh xã hội, đây cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thế và đây là sự huy động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc của ban công tác mặt trận các cái thôn. Thế và đặc biệt là phát huy tốt cái vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả, vận động nông dân sản xuất có chất lượng, ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, vật tư nông nghiệp sản xuất trong nước, từng bước tạo được thói quen tiêu dùng hàng nội. Trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp với các cơ quan, các ngành chức năng tổ chức bảy lượt hội trợ hàng Việt, phiên trợ hàng Việt tại huyện vận động nhân dân chủ động đổi mới xây dựng mô hình phát triển kinh tế tiếp tục thực hiện tốt chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tạo động lực sức lan tỏa thi đua mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Phong trào thi đua, đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Các phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân đã được mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã không ngừng phát huy dân chủ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trong sạch, vững mạnh. Mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức 69 hội nghị với 1.769 ý kiến của nhân dân tham gia vào các dự thảo luật, các cơ quan tổ chức trực thuộc đã tổ chức 170 hội nghị, hội thảo với trên 5.000 lượt người tham dự, lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự thảo quy hoạch của tỉnh, đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào các văn bản luật, chỉ thị nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương thực hiện tốt vai trò chủ trì hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri của huyện Đầm Hà tham gia bầu cử đạt trên 99%. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực hiệu quả, đảm bảo tính dân chủ công khai, các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân được ghi nhận phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác giám sát đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, ngày càng đi vào nền nếp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã phối hợp giám sát 15 cuộc, nội dung giám sát về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã thị trấn đã giám sát 272 lượt các công trình xây dựng làm đường giao thông nông thôn, đường nội thị, mở rộng về hè khu phố, qua đó phát hiện 21 vụ việc sai phạm qua giám sát, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã thực hiện tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở. Toàn huyện đang duy trì 70 tổ hòa giải với 367 thành viên, đã tham gia hòa giải 160 vụ việc, trong đó tỷ lệ hòa giải thành công đạt 77,5%. Công tác vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Từ năm 2020 đến nay, Đầm Hà là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh chỉ đạo tổ chức đồng loạt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu dân cư với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã tạo được không khí phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và chúng tôi sẽ tập trung để triển khai có 6 cái chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2024-2029 đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội và để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua rồi nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài rồi tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp rồi thì đặc biệt đó là có một cái chương trình là phải xây dựng khu dân cư đoàn kết đồng thuận an ninh an toàn ấm no và hạnh phúc. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện đã để lại dấu ấn đậm nét, khẳng định được vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thúc đẩy thi đua học tập đổi mới sáng tạo khởi nghiệp phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện đầm hà sẽ tập hợp đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân huy động mọi nguồn lực góp phần xây dựng huyện đầm hà phát triển nhanh và bền vững